thấy là lâu quá. Để cho cái mặt cảo hà hàng, cái mặt cảo thấy ghê luôn nha, rửa đứt ta luôn nha Phúc. Để dưới đi, cảo với mặt đe không có hàng lên mình đóng gì được. Mình sẽ xuống rồi mình lắc heo cho cái máy anh Dương này. Phúc chở hàng dầm nhà trước luôn nha Phúc, hai chiếc xe trước đó nha. Cái máy này là quay phim đóng mắt nước xong rồi nhưng mà chưa có lắc heo, bữa nay lắc luôn. Nha, xe đó một nè, giờ quay vô nè. Cái máy này không ấn tượng gì, ấn tượng cái cặp te nhìn nó là nó phát phê rồi. Nhưng mà trước khi mình làm cái gì mình cũng phải coi cái tình trạng ban đầu nó sao anh, để cho chạy cái đi cho nó phật cỡ nào đó mình lắc cơ nó có hay hơn ha, thì khi lắc nó dở hơn. Đậu chỗ gì là đạp sao nó bực ít rồi mà là đang chạy mà là nó bực dữ nữa. Dữ hơn này đó. Đang chạy thì nó nhẹ hơn là đạp tại chỗ. Mà sao nó bực hơn? Thì bởi vì lên cỡ gần một phần ra là nó bực. Cái này anh con heo này anh có làm chưa? Có làm gì chưa? Có làm. Không vệ sinh là con heo nào? Cái này. À. Thì trước khi vệ sinh thì nó cũng bị vậy đó mà đem về cũng vậy. Người đem về anh ráp mình có lắc heo chưa? Có lắc rồi, lắc lên cái gốc rồi chở xuống nó cũng vậy mà có lúc nó hết, có lúc nó có mà hôm nay là bị luôn rồi. Tới giờ là lúc mới đầu vệ sinh về thì nó có lúc chạy cái nó hết đoạn thời gian, cái nào nó có lại rồi nó hết. Nó có ảnh hưởng gì cái đường dầu không? Để bình dầu dưới chạy được không anh? Được không, mà nếu mà anh nó bị dầu thì chạy ra lớn nó bị, người ra lớn nó qua luôn mà, qua lớn thì qua luôn. Ừ. Nhỏ thì mới cái vậy đó, nhỏ gì vậy, làm gì giờ anh lắc rồi không được rồi, thằng em nó xuống đây làm gì thôi kệ, thôi kệ, cũng lúc lắc một cái đây cho anh vui lòng. Rồi vui đi, mà trước khi lắc heo cũng phải làm dấu nữa nha, làm dấu mới đi. Ê mà cuối cùng mà không được cũng phải trở về cái ban đầu cho nó ảnh chạy về chứ. Hả anh? Đó là dấu mới nè. Sao chị? Đã quên.
nè, mình phải quay phim rồi lại nữa. Nhớ chìa khóa 17 tăng ơi. Anh có không? Có gì mùi rồi đi lấy chìa khóa 17. Trời ơi. Này làm mà cũng có thợ lấy chìa khóa dưới nữa kìa. Trời ơi. Sáng nãy ảnh mà có mình ảnh qua là chưa làm nữa đó, có chị đó. Nãy tính khoát tay mà thấy chị hết hồn thôi. Kiểu này chắc nơi mốt sắm cần này quá. Có rồi. Có chưa? Có rồi. Trời ơi. Con không lạc hết cây cần này, không biết anh nằm bển gì. Anh em không mà chơi nhau hoài. Nhận hoài không được, tôi mua rồi chứ. Rồi vậy là cũng banh chành cho cái con này mình. Nó ăn cái máy này cũng bỏ lại cái giò chứ không chơi đâu nha. Ngửi cho anh kia. Ngửi ha. Rồi, phát lên đây anh. Xíu nữa cho nó sớm lên chút xíu nữa. Đẩy vô khoảng nào. Ừ. Giờ nó như qua luôn nha.
luôn. Xây cái máy mình không cần phải mình biết cái chiều nào hết trơn á, mình chạy lên mình xay gà heo vô nó gốc lên á là nó sớm, kéo qua là trễ, hơi nào mở cái mở mở ra. Rồi, ok. Thank you.
nó cũng còn được ha, còn gốc lắm. Đề lại cho anh, đề lại cái nhảy không? Khi gốc quá đề không không nhảy á. Năm ngoái đề lên nhảy. Cái này nó chi nó hẹn á. Cơ động cái gì? Tôi bơm nó nói đúng rồi, cái là tí mà còn phải được á. Không phải như cái máy kia của mình. Thì giờ chỉnh cái nhỏ nó là ok, tại vì mình chỉnh cho ảnh chạy mà bánh nó ok là mình ok à. Chỉnh làm đền đây. Vậy thì lửa ga đấy, được rồi đồng mình chạy một phần ga lên, không được thì lên hết, lên hết ga. Lên hết ga vô kinh cạn thì sao chạy. Cái bộ tự động này nó giật mà, chứ không phải là cái máy. Thì cái tay này còn được không? Trong nó có nguyên cái hệ thống tự động này nè, khi mà bộ điều tắt rồi. Lên không lấy cái nhỏ rồi. Thử không bằng thợ không biết sao chủ má ta nhớt ruột ta đâu có dám kéo, còn thợ đâu phải má mình đâu hả chị. Có ở đó thợ nào làm gì đâu, có hư đi thợ nó chữa cho nên
nó chưa có hết, nó chỉ tạm thời nó cho heo nó lên, đỡ là xây lên diện gốc cũng khá khá đó, nhưng có thể nó chạy ra lớn nó hơi kỹ hơn đó nha. Chút xíu nó mắc cái nút này rồi. Tại nó cảm thấy nó hơi gấp hơn không anh? Lâu đề thấy rồi, lâu quá không có đề. Lớn quá, mất công gãy cần số rồi qua hàng nữa, mất công chỉ qua bơi qua lấy nữa. Chạy nay tạm thời nó cũng ổn vậy thôi. Cái này nếu mà anh có đi lên trở nên coi lại á, là anh kêu nó coi lại cái bộ tự động này nè, tự động sau lưng nó ẹn chứ không có gì chứ. Ti bơm rồi thì vẫn còn được, bét rồi thì ổn. Thấy ông em còn nó tạm thời chạy được thì chạy đi, chạy lớn nó hao dầu chứ lại. Chạy ra nhỏ vậy không được, chạy nữa ra đặng thì nãy giờ là thấy gì nó cũng có giảm đi đó. Sửa máy mà nó đỡ hơn là thành công rồi anh. nó đứng giữa thành công với thất bại, mà cái này nó hơi hơi thành công thôi. Sợ mà làm rồi mà nó tệ hơn hồi cũ một cái nữa rồi luôn đó. Thôi rút quân anh ơi, chạy đi luôn anh Tăng. Cái này chìa khóa của anh, chìa khóa của thợ người ta cái nào nói bún lưỡng chìa khóa anh. Đi xuống thuốc nốt chứ mà không đem cái chìa khóa, không đem gì chứ. Không bỏ trong bọc kia, không chỉ có đem có cây. Dạ. Tôi bị vọng vọng cái ông lấy thôi, cây dọt lên này. Chạy đi. Chở chỉ về đi. Để hỏi ông kia ông chở. Dạ. Ông chưa chở hên quá. Tôi cũng ráng từ sợ ghét cho anh. Để anh cho tờ anh em là nhà chỗ đó đó chị ơi. Đó, giờ là kéo miếng dĩ không lên à. Dây bự có kéo không lên anh ơi, kéo bỏ lên cái trụ giùm coi. À. Đi. À. Em cũng nặng bóng vía lắm chị ơi. Đó. Chắc đã hơn ảnh được chừng phân à. À. Lions roaring in the morning.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Lỡ lỡ thì nó cũng vấn đề thôi, kết thúc video đây đi. Cảm